Ok anh em ơi, lâu rồi thì hôm nay là trận đánh thứ 10. Khải cho anh em xem lại sơ đồ Khải anh em ơi. Hôm nay thì Khải được top 2, 129 mạng và giết nửa sau 12 và tử vong 26 lần và liên chạm được 15 thôi anh em ơi. Hôm nay Khải liên chạm hơi kém, không được khỏe như hôm trước. Vừa rồi thì Khải được cái mạch này phi phong cái đánh một cấp anh em. Đó, top 2 được phi phong luôn anh em ạ. Đó, mang vô. Lực tay lên được. Wow, trời ơi là một cái mốt quá đẹp. Rồi. Cho anh em xem sơ đồ nha. Đây anh em ơi, hôm nay top 2. Đó. Quá đẹp, không ngờ là sau 10 ngày luyện tập cái map này mà lại lên được top 2 anh em ạ. Không thể tin được. Ok, không thể tin được luôn em ơi. Hôm nay thì tống kim khá tương đối mà khả là đi chúng mình thua này mà. Khả được cục thua rồi nè. Cục này cục bại. Ok, cho anh em xem xét đồ nha. Thì xét đồ khả thì cái đao tóc độc sắc này nam. Đao tóc độc sắc 30, độc sắc 33. Rồi, nón khăn lôi. Nón khăn lôi. Sinh lực cao. Hiện tại xét đồ này sinh lực hơi thấp hơn xét đồ cũ nè. Xét đồ này sinh lực nó không được đẹp như xét đồ cũ. Nó mất đi khoảng 150 sinh lực cho đến gần 200. Thì xét đồ này vẫn 80 chó thôi nè, không gì thay đổi cả. Đó, xét đồ này thì đẹp hơn xét đồ cũ nha nè. Xét đồ này thì cái đao Khải mới sắm thì nó đẹp hơn xét đồ cũ nhiều nè. Cho anh em xem. Đó, 80 chậm này, 40 chậm là 80 chậm nè. Đó. Rồi chó này 40 từ bao tây này. Áo này, dây chuyền này. Đó thì hiện tại Khải đang có cho mình là 90 chó và 80 chậm. Đó. Rồi cái nhẫn này thì sức mạnh 11. Rồi nhẫn này sức mạnh 7, sinh lực lượng 5. Khải ưu tiên sinh lực lượng 5. Đó. Không ngờ luôn em à, không ngờ hôm nay là lên top 2. Rồi, cái ngập bội này sinh lực lực cao thôi, mà sinh lực thôi nè, không có gì hết. Rồi. Đó, ok chưa? Cái đao này thì Khải mua là 3 triệu rưỡi nha nè. Cái đao này Khải mua 3 triệu rưỡi. Sau khi lên cái đao này thì đây là ngày thi đấu thứ 2. Thì Khải đánh lần này thì thấy ok hơn trận trước nè mày. Trận hôm qua đánh chán quá. Trận hôm qua đánh thì top 20 chán quá. Trận trước thì đánh top 12. Trận này thì trận thứ 3 rồi, đúng là trận này trận thứ 3 lên được top 2 nè mày. Ở trận này trận thứ 3 này, mỗi bên 170 người. Trận thứ 3 này. Đó. Rồi, nói chung thì cái đao mới mua thôi. Còn lại mấy cái đồ này thì bình thường thôi nè. Cái đồ này thì vài trăm xu thôi nè. Đó. Dây chuyền thì vài trăm xu thôi. Bao tay này thì 6 kim không nói rồi. Đai lưng này hồi trước mua 6 kim không nói rồi. Giày này hồi trước mua 4 kim không nói rồi. Chủ yếu mấy cái đao thôi nè. Còn nhẫn này 2, nhẫn này 1 kim, nhẫn này 2 kim. Rồi ngọc bội này 1 kim. Đó, đơn giản thôi nè. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khá một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em luôn xem video vui vẻ và đừng quên trở lại sau mỗi trận tống kim của Khải hàng ngày vào lúc 21 giờ hàng ngày nha em ơi. Và còn mấy chỗ S8 Phật Sơn Ký Sử này, một trong những mấy chỗ đánh tống kim cực kỳ gắt nha em. Đó, đánh quá khác luôn. Rồi Khải đi mua máu tống kim đi phong đội đỡ chờ giờ nè em ơi. Này đánh gắt quái. Quá gắt luôn. Lên kiếm con boss chơi nè. Rồi, lên phong độ. Lên thiệt. Quá tuyệt vời. Rồi, và bây giờ anh em cùng trở lại với chiến thuyền Hòa Bình rất là hot của mấy chỗ E8 Phật Sơn Ký Sử này. Rất là nhiều đông anh em ban hội, 12 ban hội của mấy chỗ đã góp về cái giai đoạn thuyền này anh em à. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem thử ai liệu anh được boss nha anh em ơi. Và những vật phẩm giá trị nhất như là Võ Long Tịch tại Việt Kinh nha anh em.